Hello everyone, welcome to my channel. Let's go. Game đầu tiên là Tsunami nhé. Yumbi Tsunami. Chuyển 10 đèn giao thông. Ăn 30 quả bóng à. Tiến lên nào. Ok. Máy bay đã đâm hết. Oh, nguy hiểm. Tuyệt vời. Bóng bay nè. Ôi. Tí nữa thì ăn chết, mình không đủ để gọi là đẩy cái xe tăng á. Trời ơi. Lại biến hình nào. Gì đây? Ok. Đầu to. Ôi trời. Ôi giời ơi, trời ơi, còn hai con nữa hả? Nguy hiểm. Ôi giời ơi, chúa ơi. Khó quá. Thằng kia nó nào mình. Khó quá. Các bạn tốc độ quá nhanh ấy. Mình phải biết hãm lại tốc độ tí. Ô, sao anh đè lên đầu mình? Trời ơi! Cái này kia nó đè lên đầu mình, bực ghê. Cố lên nào. Cần hoàn thành rồi, cố lên. Cố lên nào. Cố lên. Ok. Oh no. Ui giời, sát ruột quá, gần được rồi. Một thằng nó bị lỗ rồi. Cố lên nào.
Mày về tao. Trời ơi, thằng kia nó về mình. Ui, khó. Rất chi là khó nha. Thằng kia nó về mình, không thể nào mà ấy được. Player 1, choose. À, con cá mập à. Con cá mập này. Ô lô. Ô, chí gì. Con cá mập này. May. Headshot. Ồ, đau. U. Ôi ôi, không chết nó rồi. Cái này nó phải không chết mình. Chết mình là mình thua. Ô, ngon. Thế thì xin chào bạn. Finish him. Tạm biệt. Say goodbye. Fatality. Fatality. Player 1, choose. Nước sóng à. Nước sóng à. Mày, ui giời ơi. Mày lăm đi kìa. Lướt sóng này. Ném cái ván lướt sóng một cười thật. May này. Thích nhảy lên rồi. À, đâu. Nhưng không sao. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Finish him. À, đánh bao nhiêu? Đánh góc 21 à? Headshot. Win. Body boxing jet. Oh no. Tức là mình phải ăn hamburger à? Mặc đôi cánh nào. Muốn gì đây? Muốn gì? Mười năm. Không hề thích quảng cáo nha. Banana cầm. Chị chuối chứ kỷ. Banana công 2 này nó khó hơn. Nó khó hơn cái bản 1. Rất là khó đánh luôn. Lại nha. Cảm giác cũng khó ấn hơn.
bập đầu cái kia. Chán thật. Tí nữa bị con cá sấu cắn. Ô, gặp con chim này. Ô lâu. Và đúng rồi. Cục đá. Mới mua cái phụ kiện máy bay. Cảm giác nó không bay cao lắm nhỉ. Ô lâu. Khó, bản hai này khó hơn. Khó hơn rất nhiều ấy. Cày thế nhỉ, để con voi nó phạt tát vào đầu. Dog show. Đố mi bắt được ta. Hello. Ơ bọn này khôn nhỉ. Sao đấy là nó chui được vào đấy. Này khó phết này. Ô
Cô tưởng cái này nó ra được cơ. My talking tom. Muốn đi vệ sinh nhờ. Rồi, cho đi tắm nha. Cho xà bông vào cho cơm nha. Con sen này nữa. Ok, đi ăn nào. Ăn một quả táo nha. Một miếng phô mai. Ok, một quả chanh leo. Cho một quả ớt đi. Ok. Thét là lửa. Ok, thôi, cho đi ngủ nha.